Dạ, à vậy hả? Ủa, mà cô già, chồng con đây đâu rồi mà lâu quá vậy? Anh nè. Anh nè Tiên. Anh là Diệu nè Tiên. Tiên ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Diệu với Tiên là chị em. Cái gì vậy? Tại sao bài toán khó trong trường tôi giải được mà tôi lại không giải được bài toán của cuộc đời tôi? Diệu ơi, Diệu hại Tiên rồi. Diệu ơi, Diệu không có muốn hại Tiên đâu. Diệu hại Tiên rồi, chết Tiên rồi Diệu ơi. Diệu không có muốn gạt Tiên, muốn là giúp gia đình chồng hụt của Diệu kìa. Tiên ơi, Tiên gắng giúp Diệu đi. Nhưng mà sự thật á, là tôi không có biết gì hết. Chị Hà, tôi chỉ biết là công việc của chị thôi, còn á đời tư tôi có biết đâu. Rồi nhưng mà tôi chỉ biết chút xíu á là hình như chị đang quen một cái người nào đó. Rồi á, ba của chị á là đang bệnh nặng thôi. Sao? Làm thư ký cho cô Hà bao nhiêu đâu đây rồi mà không biết làm sao? Nói dốc hay là bao che? Ủa Diệu, tôi có ăn cắp con mèo con chó nhà má chồng Diệu không mà chửi qua chửi. Không có, thương á, thương mới vậy đó. Ui, không có. Ông ta thương ta mới cho đôi cho giọt đó. Cái đó là thương hả Diệu? Giống như thí dụ đi ra ngoài đường mà thương ai quá chửi mất dạy là triều mến hả Diệu? Triều mến như con cháu nhà. Hay, rồi hay. Nhưng mà tôi nói thiệt cho hai người biết đó, tôi chỉ là trợ lý ở trong cái công ty này thôi. Còn trợ lý riêng cho chị Hà giám đốc á là chị Thúy, không phải tôi. Cái gì vậy? Ê! Cái gì? Diệu không? Diệu không? Diệu quá kìa sao? Anh sao vậy? Anh hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp, ba em dễ lắm. Đi. Em hứa rồi nha. Em hứa luôn. Thôi con quả đen Diệu không? Kia đúng rồi đó. Hai chứ? Ai con đâu đặng đi? Hai con bay dập Diệu. Hai con nó đang bay dập Diệu, dập Diệu, dập Diệu. Trời ơi! Gia đình chim chóc, thế giới muôn loài. À, thoát khỏi nơi này ngay lập tức thôi. À, gia đình chim chóc ơi, nhớ chị em mình, chị em kết nghĩa Tiên ơi. Trời ơi, sao giờ tính sao má? Sử dụng tuyệt chiêu cuối. Chạm lại, từ từ. Cái gì từ từ, nó chạy vô tới rồi kìa, mà từ từ cái gì? Trời ơi, là trời vậy con. Nghe con, nó nhỏ nhỏ. Nó nhỏ nhỏ gì? Máu sản hậu của con nó bừng lên tới não. Xong vô đánh con này liền. Không có được. Đừng ngồi vô nghiện. Cái gì? Đánh bắt ghen là phải bách tận tay, tận vườn. Cái nư của cái con này giật chồng ta là phải đánh nè. Bây giờ con đi kiếm cây. Má để con đi kiếm cây con đánh. Trời ơi. À khỏi. Cho mượn cái cây này coi. Chuyện này con chơi lớn nha. Con có gì má nuôi nha. Xong vô. Tao thấy cái tính của con nhỏ này thiệt tình. Anh mày làm cái gì vậy? Thì ập vô cho nó bất ngờ. Má đi vô nhà đi thang máy đi, để con đi thang này cho lẹ. Trời ơi, nó không hết biết à. Ủa? Dạ, con chào bác. Về rồi đó. Dạ. Em để anh. Để anh. Bác mang nhà vô đi bác. À được rồi con. Bác qua đây ngồi được. Ừ. Ba thấy sao rồi ba? Ba cũng thấy đỡ nhiều rồi con. Ba ngồi xuống đi ba. Ừ. Ủa? Mà ai vậy con? À, con giới thiệu với ba. Đây là anh Tài. Anh là giám đốc marketing của công ty mình đó ba. Với lại, ảnh là người yêu của con. Ba luôn tự hào về con. Con chưa bao giờ làm ba thất vọng. Con cảm ơn ba. Con với Hà quen nhau lâu chưa? Dạ. Dạ, cũng được một năm rồi đó ba. Con này, ba đang hỏi bạn trai con mà. Ba ơi, hôm nay anh Tài tới chơi mà ba đừng có hỏi cung gì nhiều nha ba. Kỳ lắm. Trời ơi, hỏi cung cái gì không biết. À con à,
con quen với một người phụ nữ tự lập như vậy, con cảm thấy như thế nào? Dạ con thấy hạnh phúc bác. Tại vì con với Hà tới với nhau cũng tự nguyện á, cho nên là con nghĩ con và Hà sẽ cố gắng hết sức để trở thành mảnh ghép phù hợp với nhau. Bác biết mình không còn sống bao lâu nữa, nhưng tâm nguyện lớn nhất của bác không phải là nhìn thấy con Hà nó thành đạt, nó làm được nhiều tiền. Bác chỉ mong là nó gặp được một người biết chăm sóc, lo lắng và thương yêu nó thật sự khi bác không còn ở bên cạnh nó nữa. Ba ơi, ba đừng có nói như vậy, ba còn sống lâu với con mà. Vậy hai đứa định chừng nào kết hôn đi? Dạ dạ thưa chủ tịch, mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào chủ tịch khỏe lại thì đám cưới sẽ được diễn ra. Bởi vì Hà luôn muốn đám cưới mình phải có mặt chủ tịch mà. Dạ đúng rồi đó ba. Ba cũng mong tới ngày đó nó lẹ lẹ. Bác yên tâm. Hay quá hả? Gian phu dâm phụ hả? Má Tài, một cái thằng đàn ông mà mày sống như vậy đó hả Tài? Má nhưng mà... Cô nữa, cô có biết là cái tội cướp chồng người khác tội nặng như thế nào không? Hả? Bà ở đâu mà vô đây ăn nói lung tung vậy? Bà có biết là bà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp và xúc phạm người khác không? Thì sao? Sao? Muốn sao? Tôi nói cho ông biết, ông làm cha mà ông biết dạy con không? Thằng con rể tương lai mà ông vừa chúc mừng đó, tôi xin giới thiệu, đó là con trai của tôi. Má, nó đã có vợ một năm nay rồi, và tôi cho ông biết là tôi sắp lên chức bà nội. Bằng chứng đâu mà bà dám nói vậy? Bằng chứng đây. Cái gì? Con, con là vợ của anh. Đó, vợ muốn mấy chứng? Đây, nhỏ này một chứng, tôi hai chứng, đứa nhỏ trong bụng là ba chứng. Ông muốn mấy chứng? Gia đình là số một, lúc nào cũng thân thớt nơi cái miệng. Con sẽ lo cho vợ con cho suốt đời. Ai? Ai nói câu đó? Hả? Ai? Tôi không ngờ, trời ơi, cô kìa, nhìn cô đẹp đẽ quá mà, cô đàng hoàng quá mà, cô gia giáo quá, cô ăn có học quá mà, giỏi giang nữa, sao đi cướp chồng ta? Cô biết cô có làm gì á? Đứa nhỏ này nó đẻ ra nó không có cha rồi sao? Sao quá quá vậy? Thôi đi, đừng có nói gì nữa em. Ba, ba ơi, con xin lỗi ba. Đừng có kêu tôi là ba nữa. Tôi không có đứa con gái như cô. Thật sự là con vì lo cho sức khỏe của ba, con muốn ba sống lâu hơn với con, con muốn ba tự hào về con nữa, cho nên là con mới làm như vậy. Bà ơi, con xin lỗi bà, con thực sự xin lỗi bà. Tại vì con muốn ba con sống lâu với con, con muốn ba con tự hào về con, cho nên con mới làm như vậy. Con thành thật xin mọi người tha lỗi cho con. Thực ra con với anh Tài không có gì hết. Con chỉ thích người đồng giới mà thôi. Người yêu của con là Thúy. Con xin lỗi chủ tịch. Bây giờ chủ tịch muốn trừng phạt con như thế nào cũng được, nhưng xin chủ tịch hãy hiểu cho Hà. Hà đã rất đau khổ, Hà đã thật sự đau khổ khi phải giấu chuyện này cho đến bây giờ đó. Tất cả chỉ vì lo cho bệnh tình của chủ tịch thôi. Bởi vì Hà sợ chủ tịch không chịu nổi cú sốc này. Ba, vậy mà tôi vẫn luôn tự hào về đứa con gái của mình. À, xin phép tôi nói chuyện với ông chút được không? Dạ. Ông bà người ta nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tính,
Cho nên cái chuyện cha mẹ sinh con ra mà phân định cái giới tính đó, mình đâu có biết trước được. Mà tôi thấy rằng bây giờ hãy mà tụi nó sống hạnh phúc là mình có hạnh phúc. Ông không có con rể nhưng mà ông có thêm đứa con gái, ông thấy làm sao? Tôi thấy vui đó chứ, tôi thấy hạnh phúc đó chứ. Tôi thấy rằng cô có hiếu lắm đó. Nãy giờ tôi thấy cô khóc mà tôi chịu không có nổi. Tôi biết rằng cô thương ông lắm luôn. Cái cuộc đời của cô, của cô là cô sống vì ông, cô lo cho ông, cô sợ ông chết. Có đúng vậy không con? Dạ. Cậu nín đi, đừng có khóc nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bà, con xin lỗi bà. Con không có lỗi gì hết. Người có lỗi là ba nè. Ba muốn con sống được hạnh phúc, nhưng ba không hiểu con. Ba đã vô tình áp đặt, làm cho con phải đau khổ. Trước khi ba nhắm mắt, ba chỉ muốn con được sống hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi. Vậy là ba tha thứ cho con đúng không ba? Thôi, coi như chúc mừng cái chuyện nhà của anh xong. Tới phiên tôi, tôi qua tôi xử cái đám mình đó. Nó làm mà không nói với tôi, tôi xin lỗi nha. Thôi má từ từ nói chứ từ từ nha. Cái gì? Từ từ nói. Nói gì? Xin lỗi nha. Từ trước tới giờ, con làm cái chuyện gì còn cái dấu má không? Má. Con không giấu má đúng không? Sao cái chuyện này giấu ung sùng vậy? Nói trời đất ơi, nó làm tôi muốn chết luôn. Nè, anh có biết nha, hay tôi khóc hết nước mắt vì anh không? Rồi hả, tôi phải leo lầu lên nha, tôi muốn chật sơ mi. Xíu nữa tôi ở tù rồi, ai chịu? Xin lỗi mà, xin lỗi. Con xin lỗi má. Anh xin lỗi em. Thực ra anh không có muốn mọi chuyện xảy ra vậy đâu. Nhưng mà tại vì anh lỡ hứa với Hà rồi, bây giờ anh phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Lần con sau anh thề là anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Còn lần sau rồi mà. Lần sau anh không có làm như vậy nữa mà. Không phải cái chuyện tốt mà cái chuyện nên làm. Mà con làm cái điều đó hết sức tốt, cảm ơn con. Nhưng có điều không cho người ta. Thôi bây giờ ta dặn cái này nè, tới nơi đúng không? Tết này thì mày ráng bố trí về nhà ăn Tết, nghe không? Mà Tết này mà không về đó nhé, là ta nói cho nghe, ta gộp 2-3 tuổi là ta đánh tay tét đít luôn. Không? Gia đình tôi đúng là gia đình số 1, vui vậy đó. Ba, vậy là ba đồng ý cho con với Thúy. Con ơi, sắp Tết rồi đó. Má biết năm nay là mình có nhiều khó khăn lắm, nhưng mà con à, khó cách mấy cũng ráng sắp xếp công việc về ăn Tết với má. Con nên nhớ gia đình là nơi cuối năm mình phải về nha con. Má đợi đó, nhớ nha.